Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Ok, thì trong tập hôm trước chúng ta rất là may mắn khi đã bắt được hai em Ultrabit cuối cùng của cái series này luôn. Đó chính là Celestia và Ghostlord nha các bạn. Ở đây thì những cái chuông của Lucia sau những ngày mà tôi đi vắng thì nó vẫn chưa chịu rung anh em à. Rất là khó khăn luôn, cái tỷ lệ nó chỉ có 1% để mà nó rung lên luôn á các bạn ạ. Kinh khủng thiệt, thấp dã man luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ coi cái em Ghostlord này một tí nha. Mình mới phát hiện ra cái miệng của cái con Ghostlord này nè. Rồi, để chúng ta coi kỹ lại coi. Quay qua đây, cái con này nó quay tùm lum hết à. Để mình cho nó quay qua đây các bạn ơi. Đây, đây chính là cái miệng của nó nè. Ui, kinh khủng thiệt sự luôn. Và, ôi, cái mắt nó nè, xịn vãi chưởng ha. Rồi thì trong tập ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đi phiêu lưu tiếp luôn nha anh em. Vẫn tiếp tục phiêu lưu để mà kiếm thêm những em legendary cũng như là những em Pokemon huyền ảo khác luôn nha. Ở đây thì mình sẽ lấy Arceus ra nha anh em. Tạm thời có cái con Ghostlord vô. Necroma của mình đã đạt được cấp 95 rồi hả? Rồi, chắc tập ngày hôm nay mình sẽ cố cho nó lên cấp 100 luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục đi phiêu lưu thôi các bạn ơi. Đây, bay quanh cái vùng sa mạc nè. Rồi, ở phía bên này thì... ôi, có một cái ông hình như là shopkeeper thì phải. Đúng rồi các bạn ơi. Shopkeeper. Ôi, ông bán cả Leapstone luôn nè. Quá đã. Thì cái Leapstone này mình cũng đang khá là cần nè. Mình sẽ mua... ôi, chúng ta nên mua bao nhiêu nhỉ? Chắc mình sẽ mua hết luôn á các bạn ơi. Mua 28 cục luôn đi. Leapstone. Thì Leapstone này chúng ta có thể chế tạo được những cái bộ đồ nè. Những cái loại vũ khí. Rất là xịn sò luôn. Đây. Đâu rồi? Leapstone. Đây là quần áo từ Leapstone nha các bạn. Đó, cũng như là những cái vũ khí đồ nữa. Rồi, quá hên rồi. Và mình cũng đã hết tiền trong Pixelmon này luôn rồi. Ơi, bên này có một cái ông trainer nè anh em ơi, tiến sĩ cấp 90. Ồ, có con Archeop nè. Chúng ta sẽ dứt nó luôn nha. Chức mình. Ôi, và hình như có con gì của mình nó đã lên cấp rồi các bạn ơi. Để mình tiến hành run đi. Chúng ta sẽ được lời kinh nghiệm đó. Ôi, Necroma của mình đã lên cấp 96 rồi nè. Mình sẽ cho nó lên cấp 97 luôn nha. Quá xịn sò luôn. À da, con Rattata này. Mày nè con, chết queo. Có con boss nè các bạn ơi. Đây là Alakazam nè. Ôi con này mình có chưa vậy ta? Alakazam, à như mình có rồi. Mày nè con, một khúc máu luôn các bạn ơi. Ui, sắp hẹo nó luôn rồi kìa. Trước mình nó phát nữa. Ôi, nó tê là bọt các bạn ơi. Cái con Alakazam này nó có cái skill tê là bọt để mà chạy trốn đó. Trước tiên thì mình đấu cái ông tiến sĩ này trước đi. Sợ ổng biến mất đó các bạn à. Ôi, hai con bò cái mình cổ đại thôi à. Quá là đơn giản luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi qua đây và tìm Alakazam nha các bạn. Đây, nó trốn đây nè. Trời ơi, nó đứng đây nó quay mấy cái thì nè. Mày nè con. Ui. Để mình đổi qua Necroma thử. Ôi, nó vẫn teleport đi các bạn à. Ui, căng thế nha. Ăn rồi nó cứ chạy trốn bên ngoài à. Ôi khó nè. Để mình đi qua phía bên này thử coi. Lần này thì mình sẽ không dùng Arceus nữa. Mình dùng Necroma đấu luôn nha các bạn. Necroma. Ôi quăng hụt rồi các bạn ơi. Quăng lại phát nữa. Ây da, quăng trúng cái con Rattata rồi. Mày nè con Alakazam. Mình sẽ dùng skill Moon Gaze Beam này nha. Quá nửa cây máu luôn. Skill này quá mạnh luôn các bạn ơi. Ôi con này cấu mình khá là ít máu. Ôi nó chết queo rồi kìa. Hên quá, lần này đã đánh được nó rồi. Hết chạy trốn nha con. Ở đây có một con boss khác nữa các bạn ơi. Đây là Dudu. Con này vẫn còn model cũ nữa các bạn. Khá là xấu. Mà nó cho mình một viên Regandy nè. Sẵn tiện thì mình sẽ cho em Necroma lên cấp 98 luôn nha các bạn. Rồi, cho mày lên cấp 98.
Đó, quá là xịn sò luôn. Ồ, ngon lành canh đào liền. Ôi, có con Shiny Circuit nè các bạn ơi. Để mình kiểm tra coi mình có cái con Shiny này chưa đã. Circuit. Ui, mình chưa có Shiny các bạn ơi. Rồi, xuống đây bắt nó luôn nha. Mình có nên lấy cái con Scissor ra không ta? Chắc không cần đâu bạn. Chúng ta sẽ dùng Assert để mà bắt luôn. Ôi, Circuit, nó trốn đâu rồi? Ui, nó không có dưới đây các bạn. À, hình như nó ở trên thì phải. Mình cũng sắp ngợp bong bóng rồi nè. Đây, con Circuit nó nằm ở trên nè. À, cái màu nó khác đi các bạn à. Con Circuit bình thường thì cái màu nó tươi hơn thì phải. Whipple. Ôi, và lần này yes, thành công luôn rồi. Bên đây có một em boss khác nữa nè. Đây là Helios Style nha các bạn. Mày nè con. Ui, nó lại cho mình một viên Ray Candy nữa. Rồi, sẵn tiện thì cho Nigroma lên cấp 99 luôn nha. Ngon lành liền. Lên cấp 99. Ồ, xịn sò luôn các bạn ơi. Quá đã. Hồi nãy thì mình có đánh một em boss Mega Nete và được thêm một quả Master Ball thứ 15 nha các bạn. Nhưng mà mình chưa kịp bấm quay. Khá là đáng tiếc đây. Rồi, thì để mình kiểm tra coi level của mấy em Pokemon của mình coi. Ui, em Greninja của mình đã đạt được cấp 99 luôn nè. Bằng cấp với lại Nigroma luôn rồi. Ở đây thì mình có một viên Ultra Nigronium Z nha các bạn. Đó, viên này chúng ta có thể dùng để mà tiến hóa cái em Nigroma này thành Ultra Nigroma nha các bạn. Đó rồi, để mình coi chỉ số của nó coi. Đây mình sẽ để ý các chỉ số như là Speed nè, Attack, Defense, Special Attack và Special Defense nha các bạn. Chúng ta sẽ nhớ những cái chỉ số đó nha. Để mình coi thử tiến hóa lên em Ultra Nigroma thì mấy cái chỉ số đó nó có thay đổi không nha. Đấy. Ui, và đây chính là Ultra Nigroma nha các bạn. Ui, con này bao to luôn nè. Ồ, cái mắt nó khá là đẹp luôn. Ui, đây là con rồng hả các bạn? Ui, và cái chân của nó khá là giống Nigroma ha. Trời đất ơi, nhìn rất là xịn sò luôn anh em ơi. Rồi, và đây để chúng ta coi thử chỉ số của nó sau khi lên Ultra Nigroma. Ui, có vẻ Speed nó tăng lên khá là cao nè. Các cái chỉ số còn lại nó cũng tăng nữa nè các bạn. Hình như là Special Defense thì nó giảm xuống thì phải. Có chỉ số máu thì nó vẫn để y nguyên nè, vẫn là 331 nha các bạn. Ôi hay thế nha. Khá là xịn sò luôn á anh em ơi. Ồ, để chúng ta cùng coi kỹ cái em Ultra Nigroma này nào. Ui quá đã ta. Quá đã. Ui nó bự khủng khiếp luôn các bạn ơi. Ui đây là con rồng hả? Hay vãi chưởng ạ. Ui, mình đứng bằng cái chân của nó thôi các bạn à. Để mình coi cái em Ashes như thế nào. Ui Ashes cũng chỉ mới bằng có một nửa nó thôi. Ồ, con này quá to luôn nha anh em. Để mình thử sử dụng skill của em này thử coi nha. Đây, đánh game Numo thử đi. Rồi. À, nó có tên là Ultra Burst hả? Hay thế. Không phải là Mega Evolution. Đây là Ultra Burst nha các bạn. Quá đã luôn. Ồ, ấy, chết que luôn rồi. Để mình đánh thêm một em nữa đi. À, bên đây có một con Kem Rúp nữa các bạn. Dứt nó luôn. Đổi qua em Nigroma. Đó. Tiến hóa lên bao đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nó to vãi cả chưởng hả. Xịn thiệt sự luôn. Moon cái X-Beam thử đi ha. Ủa vậy thì cái viên đá Z của cái con này nó không có đổi tên của skill hả ta? Hay là mình chưa được xài? Ôi để tí mình tìm hiểu thử coi nha các bạn. Rồi, Kem Rúp cũng hẹo luôn rồi. Quá là xịn sò luôn. Rồi, để mình lên đây. Cho nó trống trải cái coi. Ây da, cái con Helios Tile này. Mày nè con. Chết queo luôn. Xịn sò. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nói về những cái huy hiệu nha các bạn.
Ở đây chúng ta có mấy cái hiệu của hội quán hạ nước nè. Cascabed nè các bạn. Đó, rất là xịn ha. Fanbase. Tiếp theo là Rainbase nè. Và cái cuối cùng đó chính là Wavebase nha các bạn. Đó, bốn cái hiệu này đều thuộc hiệu của hội quán hạ nước nha. Đó. Chúng ta phải đi đánh mấy cái hội quán hạ nước thì mới có được mấy cái hiệu này thôi nha các bạn. Đó, quá là xịn luôn. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành lấy mấy cái pet key nè, cũng như là mấy tấm play để mà đổi hệ cho Assert nha các bạn. Và đây là Assert hệ điện nè. Nhìn bao đẹp luôn nha các bạn. Ôi, xịn sơ liền. Để mình coi mình có mấy cái loại hiệu của hệ nước rồi. Mình đã có đánh hai hội quán hệ nước rồi nha các bạn. Ôi, và đây chúng ta đã có được hai loại hiệu rồi nè. Bây giờ mình chỉ cần tìm thêm hai loại nữa thôi. Đó, mình sẽ lấy ra mình coi thử tên của tụi nó nha các bạn. Đây là Rainbase nè. Và Cascabed. Ồ, quá là xịn luôn ha. Thì bây giờ mình chỉ còn hai cái nữa là Fanbase và Wavebase nữa thôi nha các bạn. Ok, khá là xịn sò đó. Mình đã đánh hết tất cả các loại hội quán rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm thêm huy hiệu thôi các bạn ơi. Ok, và đây chính là đội hình mình đã chọn để mà đi đánh hội quán hệ nước nha các bạn. Oh, Assert hệ điện nè. Nigroma, Zapdor, Thunderous, Rayquaza và Sonic nha các bạn. Đó, Sonic thì đeo đá Z của hệ cỏ nha. Rồi, đầu tiên qua cái Water Game này trước đi. Mình có lưu rất là nhiều loại luôn. Để mình coi thử cái này nó có huy hiệu nào nào. Cái hội quán này thì có được huy hiệu nào ta? Để mình coi thử coi. Ôi, huy hiệu này mình đã có rồi các bạn ơi. Có vẻ như là Cat Case rồi. Cái này mình đã có rồi. Để mình qua cái hội quán tiếp theo nha. Ôi, đây là Waybet nè các bạn. Cái này mình chưa có. Ồ, sẵn tiện đi vô đánh luôn. Quá đã các bạn à. Hello. Ai, xịn xò. Ông này chỉ là người giới thiệu của cái hội quán này thôi các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ phải leo những cái cột nước này nè. Để mà đi lên thách đấu mấy cái trainer nha các bạn. Đâu rồi, cố gắng leo lên nào. Ây da, leo cái này nó khá là khó chịu luôn các bạn ơi. Đây, lên được rồi nè. Oh, được thách đấu rồi nè. Killer các bạn ơi. Cấp 100. Mình sẽ tiến hành trước mình nó luôn nha. Chết queo. Hard firm hả? Chết queo luôn. Milo stick nè. Cũng chết queo luôn. Ui, cái trainer đó có được cái con Milo stick luôn các bạn à. Quá là xịn sò ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành leo lên trên nữa để mà thách đấu cái trainer tiếp theo nha. Ui, leo như thế này nó rất là khó chịu luôn các bạn à. Khó vãi chưởng hả? Lên nè. Đâu rồi? Lên nè. Gặp được con gâu đất nè các bạn. Đây là tiến hóa của cái con vịt bối rối nè. Tiến hóa của con sai đất đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chuyển qua Shadow để mà giật điện nó luôn nha. Mày nè con. Ui, nó còn một chấm máu cơ. Ui, và nó đánh Shadow của mình đau vậy. Agility để mà tăng speed lên nha các bạn. Ui, chết queo con Shadow của mình rồi. Ơi, cái con gâu đất này nó hút máu lại nữa chứ. Giật điện nó. Chết queo luôn. Rodon hả? Rodon. Xong rồi. Rồi, thế là đã xong trainer thứ hai luôn nha các bạn. Và con Shadow của mình nó đã bất tỉnh rồi. Hiện tại mình chỉ còn 5 con Pokemon để mà đấu cái hội quán này thôi. Thì khi đi đánh hội quán thì mình sẽ không có dùng Pokehill nha. Ồ. À, Whiscat hả? Chúng ta sẽ thử chức mình nó. Ui, không được các bạn ơi. Hình như cái con Whiscat này nó cũng có hệ đất thì phải. Chức mình lại phép nữa. Ui, vậy là đúng rồi, nó đã có mang hệ đất các bạn à. Mình sẽ dùng Hyper Beam nha. Ui, không được luôn rồi. Aceet của anh đã hẹo luôn rồi. Bây giờ thì dùng cái con Ultra Nigroma nha anh em. Đồ. Tập hôm nay là chủ yếu về Ultra Nigroma mà. Cứ dùng nó đi anh em ạ. Rồi, tầm nửa cây máu rồi các bạn à. Ôi, và nó đã boost cái gì đó. Ôi, dùng được skill Z rồi nè. Đây là Light Dash Burn được khai các bạn ơi. À, thế là khi chúng ta dùng cái đòn đánh thường thì nó sẽ tiến hóa lên Ultra Nigroma trước. Đó. Rồi chúng ta mới dùng viên đá Z được các bạn à. Ôi, cũng khá là hay thế ha.
Chính xác. Honlit đó nè các bạn. Ui nó đóng băng mình rồi kìa. May quá mình cũng đã kịp dứt nó rồi. Octillery. Này là con bạch tuộc thì phải. Chết queo luôn. Rồi thế là chúng ta đã đánh bại được 3 trainer chủ chốt rồi nha. Tên kia là chủ hội quán. Bây giờ mình sẽ dùng cái em Rayquaza để mà bay lên nha. Đây, đây chính là chủ hội quán hệ nước nha các bạn. Gobit hả? Dứt mày luôn nè. Trước tiên thì chúng ta phải lên Ultra Nigroma trước các bạn à. Đó. Sau đó mới dùng viên đá Z để mà dùng cái skill Light Dust Butterfly được. Mày nè con, cho nó chết trước đi. Rồi, đây là Light Dust Butterfly nha các bạn. Ồ, hay thế nha. Quá đã luôn. Skill đó khá là mạnh các bạn ơi. À, thì ra là cái viên đá Z nó biến đổi cái chiêu Photon Geyser. Cũng khá là thú vị ha. Moon Gate Spin. Chết queo luôn. À, Cloyster hả? Cloyster nè. Ôi, nó đánh chết cái con Ultra Niroma của anh luôn. Mạnh vậy. Giật điện mình nè con. Quắc sai. Giật điện nó phát nữa các bạn ơi. Ôi, không có tác dụng rồi. Vậy có lẽ cái em quắc sai này cũng có mang hệ đất đó. Mình sẽ dùng em Pokemon khác đi ha. Dùng Ray đi ha. Đó. Rayquaza. Tính dùng Sonic mà thôi các bạn ơi. Ôi và trời nó cũng mưa luôn rồi. Đây, quát sai hả? Dragon Ascent. Ủa chết. Ủa người ta đổi Pokemon các bạn à. Đổi qua cái con Pokemon cổ đại nè. Con này là Omasta nha. Omasta. Chết quẹo luôn. Mày hả mày. Lần này thì quát sai hả? Dragon Ascent đó. Ui, tổn rất là nhiều máu của nó luôn nè. Cho mày vừa hết con. Tiếp tục Dragon Essence. Chết queo luôn rồi. Và chúng ta đã giành được hiệu Way Best rồi nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vô cái hội quán 2.0 này thử coi. Hội quán này thì mình không có biết được nó có được cái hiệu nào các bạn ơi. Tại vì nó không có để cái biển ở ngoài. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đấu hội quán này thôi các bạn ạ. Đây, trainer đầu tiên mặc quần bơi nè. Có một combo Pokemon thôi à. Tiếp theo, ui, mặc đồ kìa các bạn ơi. Thế này có chết không nè. Ui, Greninja luôn. Giật điện Greninja nè. Ấy, sao có một combo Pokemon không vậy ta. Đây, mình sẽ qua bên đây tiếp các bạn ơi. Ui, lại là trainer nữ. Lại mặc đồ. Khá là xịn sò luôn nha. Kinra hả? Kinra nè, chết queo luôn. À, Sharpedo. Giật điện Sharpedo luôn. Ôi, nó lại còn nội tại một máu nữa các bạn à. Và con Sharpedo này nó đang bị tê liệt thì phải. Ôi, sao mình đánh nó không mất máu gì ta. Thunder tiếp tục. Có vẻ nó đã boost cái chiêu gì đó rồi các bạn à. Mình sẽ chuyển qua em Thunder Dust đi. Đó. Ui, nó cấu hết nửa cây máu rồi. Ui, và chết với em Thunder Dust của mình luôn rồi. Trời ơi, chưa gì mà chúng ta đã mất đi một em Pokemon rồi đó các bạn à. Sharpedo nè, chết queo. Ui, hiện tại mình chỉ còn 5 em Pokemon để mà đi đánh hội quán này thôi. Thôi kệ anh em ơi, chúng ta sẽ cố lên. Cố lên mới được. Đây, tiếp tục qua bên đây nha các bạn. Ui, lại là trainer nữ. Bikini màu xanh. Xịn sò nha. Đây, Blastoise. Mày nè con. Chết queo Blastoise luôn. Vẫn là một con Pokemon thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình phải leo lên trên này nè. Đó. Leo lên trên. À, gặp trainer nam rồi các bạn ơi. Cast Firm hả? Trước mình đó. Ôi, chưa chết luôn kìa. Hên quá nó cũng không làm mất máu mình luôn. Hyper Beam. Chết queo nó luôn rồi. Lại là Cast Firm. Đây là Cast Firm hệ nước nha các bạn.
chức mình. Hệ nước thì chết que luôn rồi. Ui, Samurott các bạn ơi. À, nó đánh mình tốn cũng khá là nhiều máu đó. May nè con, ngậm củ tỏi luôn rồi. Rồi, để mình tháo cái đôi giày ra. Bắt cua cho nó dễ anh em ơi. Bắt cua. Bắt cua. Ấy da. Ôi, hình như cũng không có cần bắt cua cho lắm các bạn ơi. Trời ơi, chỗ này tôi đi đánh rồi mà tôi quên. À, không có cần bắt cua đâu anh em à. Rớt xuống dưới chúng ta vẫn có cầu thang để mình đi lên trên mà. Đây, Sharpedo thì mình sẽ chuyển qua em Rayquaza đi. Rayquaza. À, nó dùng skill Protect rồi các bạn ơi. Hèn chi. Để mình Mega lên nha. Raccoon Meteor. Hình như Protect nó sẽ chặn mấy cái skill này của mình đó các bạn à. Ui, có vẻ là không được rồi đó. Ui, nó đánh mình kìa. À, nó không tự làm mất máu của nó luôn. Ghê quá vậy. Green này thử đi. Không được rồi các bạn ơi. Raccoon Meteor. Ui, cũng không được luôn này kìa. Làm lại phát nữa. Nó đánh mình mất máu phải chưởng ạ. Mày nè con. Chết queo nó rồi các bạn ơi. Và hiệu ứng skill của Raccoon Meteor rất là đẹp luôn ha. Ui, lại bật Wikidi vào danh nữa. Hồi quán này quả thật là đã con mắt các bạn à. Rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ leo lên trên nha các bạn. Ok. Rồi giờ nhảy xuống thôi. Đây chính là chủ hội quán hệ nước 2.0 nha. Karakota nè. Pokemon rùa cổ đại nhưng mà nó cũng chết queo luôn rồi. Cloyster. Chết queo luôn hai con rồi bạn ơi. Wilfit hả? Wilfit hả? Con này nó có hệ đất không vậy ta? Nó không có các bạn ơi. Ui, Blastoise hả? Blastoise Mega luôn các bạn à. Đã vậy vậy. Xịn sò nha. Blastoise cũng chết queo luôn. Ôi, và đây là Samurott các bạn ơi. Để mình recover lại cái đi. Rồi, để mình recover lại phát nữa cho nó đầy máu luôn nha. Ui. Mày nè con. Chưa chết đó các bạn ơi. Ui, và cái Emerald của mình nó hẹo luôn rồi. Để mình chuyển qua Rapido đi. Mày nè con, chết queo nó luôn. Slowbro hả? Hình như là em này là Pokemon cuối cùng của ổng rồi các bạn à. Agility, tăng speed lên nè. Ui, chết queo luôn rồi. Lần này thì cho Ultra Nigroma ra trận nha các bạn. Nhìn nó bự vãi chưởng hả? Ui, nó to kinh.
áo thôi à? Nên không sao anh em ơi. Kabutop hả? Pokemon cổ đại nè. Ôi, Azumarine hả? Để mình recover lại trước nha các bạn. Rồi, lần này thì trước mình nó thôi. Thế là xong. Quăng bóng lên đây được không? Ôi không được rồi bạn ơi. Chúng ta phải dùng em chim điện để mà bay lên mới được. Ui, và đây chính là chủ hội quán hề nước nữa nha các bạn. Vẫn là nữ thôi. À, Ludis nè, chết queo luôn. Cast Firm. Ôi, đây là Cast Firm hệ thường hả? Nó chưa chuyển sang hệ nước các bạn ơi. Hệ thường nè con. Ôi, hên quá. Hên quá các bạn ơi. Ui, nó vẫn đốt được mình kìa, kinh vậy. Ôi, cái con này nó đốt mình luôn các bạn ơi. Ui, mất rất là nhiều máu luôn nè. Cái con Cast Firm hồi nãy á, trời ơi. Recover lại, hy vọng Assert nó không hẹo các bạn ơi. Thôi, kiểu này không xong rồi, chắc mình sẽ chức mình nó luôn nha. Ui, hên quá, giết được cái con Slowking rồi. Recover lại phát nữa các bạn ơi. Ui, cái này là mất máu quá vậy. Thôi, chức mình nó luôn. Ui, vừa chết nó, vừa chết mình luôn. Ui, đây là con cá voi anh em à, Weller. Giật điện mày luôn nha con. Chết Well. Be Barrel hả? Con này là Hải Ly thì phải. Cũng chết Well luôn. Và nó cho mình Water Bull. Và đây chính là cái Fanbase. Cái hy hiệu hội quán hệ nước cuối cùng nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Đặc biệt thì mình sẽ lấy cái Blue Best K này ra. Đó, chúng ta sẽ bỏ những cái hy hiệu vô trong đây nha. Đây, Register. Đó, nó đã có tên của mình rồi các bạn ơi. Để mình lôi ba cái hy hiệu còn lại ra nha. Đấy, quá là xịn sò luôn. Sẵn tiện mình sẽ cất luôn cái Red Best K này luôn nha các bạn. Cất nó vô luôn. Ok, xịn sò liền. Rồi mình sẽ lấy cái fan pet ra luôn nha. Để mình bỏ cho nó đúng thứ tự đã. Đầu tiên là cái catch case pet trước nè. Tiếp theo là fan pet. Đó. Ta-da. Và hai cái còn lại đó chính là rain pet và way pet nha các bạn. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã xong bốn cái hy hiệu của hội quán hà nước rồi nè. Quá là xịn luôn nha các bạn. Rồi. Thì ở đây mình đang tiến hành. Cuối cùng thì cái em Legendary đầu tiên trong tập ngày hôm nay nó cũng đã xuất hiện rồi. Và đó là Hoopa các bạn à. Hoopa thì mình có rồi nè. Mình đang đứng đây để mà cố chờ cái con Groudon nhưng mà không được. À, Numo hả? Đi chỗ khác đi. Đây, đây chính là Hoopa của chúng ta nha các bạn. Con này nó cũng khá là to ha. Hình như kích thước nó cũng bằng với con Hoopa mà mình đã có rồi đó. Con này mới cấp 50 thôi và mình cũng đã có nó rồi. Thôi dứt nó luôn nha các bạn. Hai Robum. Chết queo luôn. Trời ơi, đứng chờ Groudon nhưng mà nó không chịu xuất hiện. Khó phải chưởng ạ. Đây có con boss nữa các bạn. Timbon. Để mình xuống dùng cái con Necroma đấu với nó luôn nha. Đó, chúng ta sẽ cùng coi lại cái skill của em Necroma này mới được. Trước tiên thì sẽ cho nó lên Ultra Necroma trước nha các bạn. Kích thước bao to luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Rồi, may quá cái con Timbon này nó chưa chết nè. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái skill Lydia Spurnakai này nha. Đó, chuyển từ skill Photon Gisser thành Lydia Spurnakai. Quá mạnh luôn các bạn. Ok, xịn sò liền. Thì bây giờ mình sẽ hợp nhất Necroma để mà cho nó tạo thành hình dạng Darwin Necroma nha các bạn. Quá là đẹp luôn nè. Thì đeo cái viên Ultra Necronium Z cho nó, chúng ta sẽ có thể cho nó thành cái hình dạng Ultra Necroma rồi nha các bạn. Đây. Rất là bự luôn nha các bạn. Ui, đây là hình dạng của một con rồng nè. Con này thì nó thuộc hệ rồng và hệ Psychic thì phải. Ui, kích thước của nó. Ui, chính tính ra nó còn vẫn còn thấp hơn cái con Celestia nha các bạn. Ui, Ghostlore thì không bằng rồi. Celestia của mình nó khá là to ha. Nhìn hai con nè. À, như con Celestia thì nó bay lên các bạn à.
À, nó nhỉnh nhỉnh hơn một xíu thôi. Khá là xịn sò luôn. Ồ, quá đã các bạn ơi. Nhìn cái mắt nó nè. Ồ, bào đẹp luôn nha. Hình như là một bên là Lunala và một bên là Sun Galeo thì phải. Ồ, quá đẹp luôn các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã sưu tầm thành công 4 cái huy hiệu của hải quán hải nước rồi nha. Và cũng như là tiến hóa Ultra Nigruma cho các bạn xem rồi nha. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại comment của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.